Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về FBI. Ok. FBI. Thì trước đây có những cái nền tảng cũng giống như Twitter, giống như cái sự bầu cử vừa rồi 2020, thì FBI là có gặp những cái nền tảng mà gọi là social media, cũng như Facebook, Twitter hay là những cái nền tảng khác. Mỗi tuần người ta có FBI gặp những cái nền tảng top, và người ta đi lại những cái người nào mà người ta nó nói những cái gì mà ngược lại những cái chương trình họ đang đi á, giống như cái nhóm này, hai cái nhóm ở Mỹ mình quên tên rồi, đội dân chủ với cái gì đó, cái cộng hòa, đúng rồi. Thì FBI sẽ được dẫn dắt theo cái nhóm đó. Có nghĩa là nếu một cái người nào mà trên một cái nền tảng nào đó nói một cái gì đó mà người ta không thích lắm, đúng không? Thì FBI sẽ tới cái nền tảng đó và nói đừng, xóa cái tài khoản của người này đi, ngừng cái tài khoản của người này đi. Ok. Thì cái chuyện đó nó đã xảy ra từ nghe vừa rồi là 2020, nghe 2020 ở của cái sự bầu cử vừa rồi. Ok. Thì những cái thông tin đó nó được đẩy ra bởi vì Twitter, đây là một nền tảng mới bắt đầu và là một nền tảng có thể gọi là công bằng nhất trên thế giới ngay bây giờ. Những thông tin mà thật nhất thì đang nằm ở trên cái nền tảng Twitter. Và bởi vì vậy mình nói vấn đề đó, bởi vì vậy là những cái nhà báo khác trên toàn thế giới thì ngay bây giờ đang sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Ok. Những gặp rất nhiều rắc rối bởi vì những cái tờ nào mà đã trước đây được dán với cái tên là làm những tin tức giả, thì những cái người càng ngày người ta càng khôn ra, người ta sẽ không dùng những tờ báo chí đó nữa. Và nếu những cái tờ báo chí đó mà nó không có thu nhập thì chắc chắn tương lai này nó sẽ bị đóng cửa. Ok. Rất rồi. Thì là Twitter trở thành một cái nền tảng platform, một cái nền tảng mà tất cả mọi người đều tới đó để lấy thông tin. Ok. Thì những ngày, tuần và tháng tới đây, những thông tin mà trước đây, những cái gì mà ai làm sai cái này cái nọ thì sẽ được lộ ra trên Twitter. Thì mình khuyên cho những cái người mà tò mò, những người thích về những cái này thì nên mở một cái tài khoản ở trên Twitter. Xin chào mọi người.